Chào quý các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy A750 đang được chờ thay mới camera máy ảnh để di động cao cấp chấm đen. Đây là phần cụm camera của Samsung Galaxy A750. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của Samsung Galaxy A750, lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của Samsung Galaxy A750. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy A750 nói chung và camera máy ảnh của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Nếu các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ chuyển camera máy ảnh đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý khách nhận được, quý khách thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn.